hướng dẫn cách khai thác nhu cầu, quản lý và chăm sóc khách hàng trên Vuland. Trước tiên bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân, sau đó bấm chọn kho khách. Trong kho khách hàng, bạn chọn khu vực bạn muốn lọc khách hàng tại đây. Bấm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống. Sau đó bạn chọn điền lần lượt thứ tự tỉnh thành, quận huyện. Bạn cũng có thể lọc chi tiết hơn với các mục còn lại. Sau đó bạn bấm vào chọn khu vực. Vì kho khách hàng được gắn liền với vị trí quận huyện, tức là tại vị trí quận huyện nào thì sẽ hiển thị khách hàng có nhu cầu tại khu vực đó trong kho. Bạn có thể lọc khách hàng trong kho theo các tiêu chí như sau. Phân loại. Bạn có thể lọc nhu cầu của khách lẻ, môi giới hoặc nhân viên Vuland, nguồn khách, riêng tư, khách hàng do chính bạn thêm mới vào kho cá nhân, chỉ bạn mới thấy được thông tin khách hàng này. Chi nhánh là khách hàng do nhân viên trong chi nhánh chia sẻ lẫn nhau, chỉ những nhân viên trong cùng một chi nhánh mới thấy được thông tin những khách hàng này. Vuland là khách hàng do Vuland Marketing cung cấp. Cần mua. Tại đây bạn có thể lọc khách hàng theo nhu cầu cần mua bất động sản hoặc cho thuê, cho vay, quan tâm. Tiếp theo các bạn có thể chọn lựa loại hình bất động sản mà khách hàng quan tâm. Tài chính. Mỗi khách hàng khi phát sinh nhu cầu sẽ có một mức tài chính nhất định, bạn có thể chọn mức tài chính khác nhau để lọc ra nhóm khách hàng trong các mức tài chính đó. Hướng dẫn thao tác thêm khách hàng. Thao tác thêm khách hàng gồm các bước như sau. Bước 1, bấm vào nút thêm mới. Chú ý các mục có đánh dấu sao màu đỏ là bắt buộc phải có. Thứ nhất là loại khách, ở đây bạn cần chọn lựa thông tin người bạn thêm vào là khách lẻ, nhà đầu tư, môi giới hay là chủ đất. Thứ hai là thông tin khách hàng bạn thêm vào, gồm họ và tên, số điện thoại, khu vực tỉnh thành, quận huyện mà khách này quan tâm. Điền vào mục dự án, nếu có. Trong mục tài chính này bạn có thể chọn lần lượt nhiều mức tài chính khác nhau. Nhu cầu của khách hàng này đang tìm mua, thuê hay cho vay. Loại hình bất động sản mà khách này quan tâm là gì? Và bạn có thể nhập mô tả thật chi tiết về khách hàng này tại đây. Đối với khách hàng bạn thêm vào hệ thống, bạn có quyền lựa chọn chăm sóc riêng tư hoặc chia sẻ cho anh em trong chi nhánh cùng chăm, hoặc chia sẻ lên kho tổng Vuland để tất cả các nhân viên trong hệ thống Vuland cùng chăm sóc. Khi chia sẻ khách hàng cho người khác chăm sóc, nếu phát sinh giao dịch bạn vẫn sẽ nhận được phí giới thiệu khách hàng. Bấm thêm khách hàng mới để hoàn tất thêm khách hàng này vào kho. Ngay sau khi bạn thêm một khách hàng lên Vuland, hệ thống sẽ ngay lập tức gợi ý cho bạn có bao nhiêu sản phẩm phù hợp với khách hàng này tại đây. Ở đây có hai nguồn gợi ý là kho bất động sản cá nhân và kho bất động sản Vuland để bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp gửi tới cho khách hàng. Kho bất động sản cá nhân, nghĩa là trong tất cả các sản phẩm bạn đã đăng bán trên Vuland có bao nhiêu sản phẩm phù hợp với khách hàng này. Nhiệm vụ của bạn là vào kho này rồi chọn những sản phẩm phù hợp nhất, sau đó copy link và gửi link sản phẩm đến cho khách hàng. Nếu khách hàng quan tâm sẽ gọi trực tiếp tới cho bạn. Kho bất động sản Vuland. Trong tất cả các sản phẩm của toàn bộ nhân viên Vuland đăng lên, có bao nhiêu sản phẩm phù hợp với khách hàng này của bạn? Nhiệm vụ của bạn là vào đây, chọn ra những sản phẩm phù hợp, sau đó chụp lại thông tin sản phẩm gửi cho khách hàng. Lưu ý, đối với sản phẩm không phải của mình đăng thì không gửi link, vì khi gửi link sản phẩm, khách sẽ liên hệ trực tiếp tới người đăng tin. Bạn chỉ cần chụp thông tin gửi cho khách hàng và khi nào khách hàng quan tâm thì có thể tìm lại sản phẩm đó thông qua mã sản phẩm. Tìm lại sản phẩm theo mã sản phẩm tại đây. Điền mã tin vào ô này để tìm. Sau đó bấm vào tìm kiếm. Đây là bất động sản cần tìm. Các gợi ý phù hợp này sẽ cập nhật liên tục. Khi bạn đăng sản phẩm hoặc người khác đăng sản phẩm mới lên Vuland, hệ thống sẽ tự động gợi ý đến bạn những sản phẩm phù hợp với khách hàng bạn đã thêm.
Do đó, bạn cần truy cập vào kho khách hàng thường xuyên để kịp thời phát hiện ra những sản phẩm phù hợp và giới thiệu cho khách hàng bạn đang chăm sóc. Hướng dẫn chăm sóc khách hàng. Sau khi thêm khách hàng vào hệ thống, bạn có thể tương tác với khách hàng thông qua nút gọi điện hoặc chat Zalo. Trong quá trình chăm sóc thấy khách hàng không tiềm năng hoặc đơn giản là không muốn chăm sóc, bạn có thể bấm bỏ qua. Thông tin khách sẽ mất trên giao diện tin mới và chuyển vào mục đã bỏ qua. Đây là tin mà mình vừa thao tác bỏ qua. Nếu muốn chăm lại thì thao tác chọn phân loại thành tin mới, sau đó thông tin khách hàng sẽ lại xuất hiện trong mục tin mới. Trong quá trình chăm sóc, bạn có thể phân loại khách hàng theo tình trạng như đang chốt, đang hẹn, khách nét, theo dõi, hết nhu cầu hoặc ghi chú bất kỳ điều gì về khách hàng này tại mục ghi chú. Tất cả những thao tác của bạn thực hiện đối với một khách hàng sẽ được lưu vết lại để bạn xem được lịch sử chăm sóc của mình đối với khách hàng này. Mỗi hoạt động phân loại, ghi chú đối với khách hàng trên kho chỉ tương ứng với mỗi cá nhân. Các hoạt động trên kho sẽ không bị ảnh hưởng lẫn nhau, vì vậy bạn hãy thoải mái sử dụng công cụ chăm sóc khách hàng này nhé. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách khai thác kho khách hàng trên Google. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay hãy like và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hay hơn nữa nhé.